Thanh long ruột đỏ của nông dân miền Tây là một trong những mặt hàng trái cây bị ngưng trệ xuất khẩu do ảnh hưởng của virus corona. Hiện tại, người dân cả nước nhiều nơi đã có những chương trình giải cứu nhằm giảm bớt thiệt hại. Cùng với đó, sự kết hợp giữa thanh long cùng những nguyên liệu truyền thống đã tạo nên những món ăn mới lạ và độc đáo như bánh mì thanh long hay pizza thanh long. Đầu tiên phải nói tới cơ sở bánh mì nổi tiếng của vua bánh mì Cao Siêu Lực đã sáng tạo ra công thức làm bánh mì đặc biệt từ thanh long. Thông tin này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán những ngày qua. Để làm món ăn này, thanh long sẽ được xay nhuyễn để thay thế cho 60% lượng nước. Theo đó, cứ 5kg bột thì dùng khoảng 1,4kg thanh long. Thêm sữa, bột, đường, men vào nhồi 6 phút chậm, 2 phút nhanh, rồi ủ bột trong vòng 3 tiếng đồng hồ rồi mang nướng. Được biết, giá bán cho mỗi chiếc bánh mì thanh long loại baguette là 6.000 đồng. Hiện tại, cơ sở đã có 4 loại bánh được làm từ thanh long là bánh mì thanh long khoai môn, bánh thanh long phô mai, bánh kem thanh long và bánh mì baguette thanh long. Ngoài thanh long, ông Cao Siêu Lực còn sáng tạo ra nhiều loại bánh khác sử dụng nguyên liệu là các nông sản Việt như sầu riêng, bơ, khoai môn, củ dền. Hiện tại, bánh mì thanh long đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía thực khách. Có những ngày, cửa hàng cho ra 11 mẻ, tương đương với 1.500 chiếc, nhưng số lượng đó vẫn được bán hết trong 10 phút. Ngày 17 tháng 2, một hệ thống siêu thị ở Hà Nội cũng bắt đầu bán ra bánh mì thanh long tươi có giá 3.000 đồng một chiếc. Một vài vị khách nhận xét, mùi vị thanh long trong chiếc bánh chưa rõ ràng, nhưng chất lượng bánh tốt, cộng với ý nghĩa giải cứu nông sản, mức giá rẻ nên họ sẵn sàng chi tiền mua sản phẩm này. Đến khoảng 18 giờ tối ngày đầu tiên mở bán, kệ bánh mì đã hết sạch hàng. Sức lan tỏa của những hành động giải cứu nông sản đã khiến ông Hoàng Tùng, chủ một chuỗi pizza ở Hà Nội cho ra đời chiếc pizza thanh long. Ông chủ tiệm pizza chia sẻ, bản thân được truyền cảm hứng từ ý tưởng làm bánh mì thanh long của ông Cao Siêu Lực. Những quả thanh long ruột đỏ được bỏ vỏ, xay nhuyễn, kết hợp các nguyên liệu để làm đế pizza. Chỉ trong buổi sáng đầu tiên ra mắt, hơn 100 chiếc pizza thanh long đã được bán hết. Khi mà nông sản Việt gặp cơn khốn đốn vì dịch bệnh từ trên trời rơi xuống, những sản phẩm như bánh mì thanh long hay pizza thanh long càng thể hiện trách nhiệm với cả cộng đồng. Giá trị của mỗi ổ bánh mì không chỉ có nằm ở tiền bạc mà còn là nằm ở sự đùm bọc, tinh thần cộng đồng giữa những lúc khó khăn như thế này.